Hai anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình nhá. Và là một trận đảo thiên đường tử chiến anh em. Đây vẫn là một cái map mới ra mà khả năng rất là hot, mình thấy khá nhiều anh em bắn. Mình thấy khá là nhiều anh em bắn, khá là vui các bạn. Nào bây giờ vào múc chúng nó đi. Múc chúng nó đi các bạn, không bị sợ. Sợ méo thì mấy thằng này. Hello, Kha Đỗ. Bắn cẩn thận đấy, bắn cẩn thận đấy. Bắn cẩn thận với mấy thằng này đấy. Lắm hôm bắn được, lắm hôm thì bắn hơi ngáo tí. Ôi, bọn nó công hết ở trên kia rồi cả. Ôi, xin được 35 máu. Chạy sượt qua mất máu không ạ? Vì cái tâm này nó tự bắt mà. Game Free Fire này nó ảo ma lắm. Đây trên này xem bắn được nào không? Đây. Cẩn thận, cẩn thận. Ôi nó nằm mẹ xuống rồi, nó nằm mẹ xuống rồi kìa. Phải yêu máu lắm rồi đấy. À đâu nó bị nốc cái sao ấy nhá. Nó bị nốc không ạ? Thằng đéo nào bắn bắn độ đồng đội của tôi vậy nhỉ? Mẹ nhà mày nữa. Bắt đầu rồi. Mẹ nhà mày. Công nó, công nó, công nó, công nó, công nó, công nó. Mày to cái đầu chó chết mày ra đây. Nó kéo được này. Mà nó chạy đâu rồi nhỉ? Nó chạy đâu rồi? Nó ở trên này sao này? Nhân này, nhân này. Này thì mày nấp, mày này thì mày trốn này. Chạy đâu cho hết nắng hả em? Chạy đâu cho nó hết mặt trời. Hello. Need equipment. Need equipment. Có mỗi khẩu súng chứ có gì đâu. Buồn cười vãi nồi ra. Ok ok à, cho xin kill nào. Thằng nào cũng cầm Famat mà trận này ông nào cũng cầm Famat rồi. Thò đầu mày ra đây. Thò đầu mày ra đây hộ tao cái. Ôi dồi ôi, team bên kia là bị nốc rồi kìa. Bên này cẩn thận anh em ơi. Ô mẹ mày, thằng này nó làm thịt, nó thịt hết đám trên này rồi. Trời ơi mấy ông trên này để cho nó thịt hết. Đâu có thằng nào cả. Còn mỗi cái nịt thôi. Vãi cả đái triple kill luôn ạ. Thôi thế là đồng đội tôi làm hết rồi. Tôi chẳng phải làm gì mấy. Khá là đơn giản. Nhanh, gọn và lẹ. Nhanh, gọn và lẹ. Trời ơi, cần trang bị gì mà cần lắm thế. Đây có đâu mà cần trang bị. Tôi đây còn phải mua đồ chứ bạn. Nghèo như này thì lấy đâu ra tiền các bạn. Tôi còn chưa lo được thân tôi đây. Tiền đâu ra mà mua cho bạn mẹ bom keo. Dở nó quen đi. Không biết có thằng nào nó ngồi đứng ở trên này không. Không, nói chung là không manh động được. Bắn vỡ nhanh, bắn vỡ nhanh. Ok. Ô, nó chạy đâu nhanh thế? Bên này, bên này, bên này, bên này, đồng đội bị nốc rồi. Đồng đội bị nốc vào trong này này. Phải cả đái ở đâu ra thằng kia mà nó bắn tôi vậy? Nó ở trong này này, tôi nghe thấy rồi. Bên này à, bên này à.
Cứu đồng đội nhanh, cứu đồng đội nhanh. Địt con mẹ nó đông vãi cả đái ra. Vãi cả đái, vừa nhảy xuống đéo bắn kịp. Mấy thằng này nó có giáp 3 trâu quá đâu ạ. Trận này thôi phải cầm shotgun để may ra ăn được mấy thằng này. Để thôi cầm khẩu này thôi, map này thì bắn tầm xa này thôi. Tao ngu lắm, đặt quả tên hơi bị ngu thật đấy. Đặt cậu đặt quả tên là tao ngu lắm các ông ạ. Có tay. Chấm mút, chấm mút, chấm mút, chấm mút, bật lại. Bơm người nhìn trên đang bật sốt hoặc kênh chia sẻ một cái bật lại. Anh em nào bạn ưu tiên game. Ô bên này. Lần này thì mày chết này. Lần này xem ai cứu được mày. Nói cứu mẹ ra còn đâu nữa. Ô kìa sau lưng kìa. Trời ơi nó móc lên sau đít rồi này các ông này. Nè bọn này nó móc. Móc đéo móc lên sau đít luôn rồi. Rồi này có một thằng nó cầm shotgun trong kia kìa. Vãi đít thằng cầm shotgun nó lên nó móc cả tim ạ. Vãi cả nhà ấy. Anh em ơi sao lại để thằng shotgun nó móc đi đít thế này hả các ông. Thua 2-2 để lên này. Nếu có bắn được không? Nó chứng tỏ trận vừa nãy là cái trận trước đến nữa là trận đấy thắng chứ, đúng không? Có bom keo rồi này, mỗi để dành tiền cho trận sau thôi. Trận này hơi nghèo. Trận này hơi nghèo cho nên là tốt nhất là để dành tiền cho trận sau thôi. Ở nhà đếp thôi anh em ơi. Thầm này cứ ở nhà mà đếp. Đéo thì chẳng có thằng nó lên đây. Trời ơi, quét mấy quét ở đây, mấy cỡ ông. Quét ở đây còn buồn cười chứ nhỉ. Đậu me nó bắn kìa. Nó cứu kìa. Nó cứu. Lần này thì mày móc nó đi con. Kìa anh em ơi. Trời ơi tôi nốc được hai thằng luôn này. Tôi nốc được hai thằng rồi mà đéo thể nào mà gạt được nốt nó, cay đéo chịu được. Kể mà gạt được luôn cơ, đéo gạt được. Wow, nó bắn rõ ràng bắn nốc được hai thằng rồi đấy. Thế mà nó lại lên nữa. Nó có bộ hồi phục mà, nó viên nó cứu. Cày đéo chịu được. Không thì tôi gạt xong mẹ nó hai thằng đấy rồi đâu nữa.